Hi, xin chào các bạn, lưu trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bấm lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mà mình ra video nha các bạn. Thì trong tập ngày hôm nay á, mình sẽ tiến hành đi thu thập các cái huy hiệu của hội quán hệ băng nha. Đây, hội quán hệ băng thì nó sẽ có 4 cái loại huy hiệu như thế này. Để mình coi thử mình đã có được bao nhiêu loại rồi nha. Ôi, ở đây hình như mình đã có được 2 loại rồi các bạn ơi. Tại vì những cái hội quán này mình đã đánh một lần rồi. Ok. Thì chắc cái hộp đựng huy hiệu màu đỏ này mình sẽ cất lại luôn nha các bạn ơi. Ok. Và chúng ta sẽ bỏ hai cái huy hiệu này vào. Oh. Wow, thế là đã được hai cái rồi. Nhiệm vụ của tập ngày hôm nay là tìm thêm hai cái nữa nha các bạn. Đó chính là Glacier Bed và Freeze Bed nha các bạn ơi. Đầu tiên thì để chúng ta chest spawn thử. Ô, 17 phút nữa các bạn ơi. Ôi, và vùng mình đứng sẽ có em Latios hả? Ui, hấp dẫn vải trưởng ạ. Chắc mình sẽ lưu chỗ này là Latios spawn luôn nha các bạn. Để khi nào rảnh á, thì mình sẽ đi qua đây. Đó, và tìm Latios. Tụi nó chỉ xuất hiện vào buổi trưa thôi. Nhưng mà 17 phút nữa mới có một em huyền thoại xuất hiện lận. Với cơ hội là 30% đó. Thôi kệ đi. Thì tập ngày hôm nay mình sẽ cầm cái đội hình như thế này để mà đi đánh nha. Và có một em Lucia, em này chỉ để đi theo nhận kinh nghiệm thôi bạn ơi. Ủa, nó được nửa ống rồi nè. Wow. Thì đi đánh hội quán hệ băng á, mình sẽ cầm theo các hệ như là hệ lửa, hệ đá, hệ giác đấu, cũng như là hệ thép nha các bạn. Đó, cầm theo 4 cái loại hệ đó thì nó sẽ ít 2 sát thương đó. Rồi, hello. Ui, ở đây có một cái nhà nè các bạn ơi. Hấp dẫn vậy. Wow, có cả một cái bàn luôn nè. Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Ui, mình phải tháo cái đuốc ra mới được. Mới đóng lại cái bàn được các bạn ơi. Và ở đây nó có được một cái ghế cũng như là một cái thùng rác. Ui, một cái chậu cây nữa nè. Wow. Cái ghế có thể ngồi được luôn, hấp dẫn. Rồi, chắc sau này mình sẽ làm một tập xây nhà trong Pixelmon quá. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đi thách đấu hội quán này thôi các bạn ơi. Wow. Rồi, eruption trước nha các bạn. Ui, delay bớt nè. Wow. Còn một cái mon khó tìm vải trưởng của tôi. Mà sao mấy ông này có dẻo vậy? Ôi, mình nhận được 1900 kinh nghiệm luôn các bạn ơi. Rất là hấp dẫn luôn. Tiếp theo chúng ta gặp được Cast Firm hả? Dứt Cast Firm luôn. Vậy có được hai Pokemon thôi các bạn ơi. Sao hồi nãy mình rớt xuống được vậy? Lên thách đấu tiếp thôi các bạn ơi. Oh, Rolas. Wow. Rồi mình sẽ eruption nữa nha các bạn. Ui, sao nhiều con có nội tại một máu quá vậy? Đánh rất là khó chịu luôn. Nội tại một máu. Ai cha, nó đánh mình trước các bạn ạ. Ôi, chúng ta gặp được con Dewgen nè. Hấp dẫn. Dewgen. Rồi xong. Không được các bạn ơi. Con này nó mang hai hệ lận. Hệ nước và hệ băng thì phải. Mình sẽ chuyển qua Nihiligo nha. Hên quá, nó đánh đi Nihiligo cũng... Ui, nó đánh đau với trưởng hả? Mình định nói là không có đau nhưng mà... Nó đau thật sự các bạn à. Dewgen nè. Mày nè, chết quèo đi. Rolas lại gặp nó nữa nè các bạn. Ui, nó mạnh vậy. Chết quèo Nihiligo của mình rồi. Flamethrower nha các bạn. Ôi, chết một lần hai em Pokemon của mình luôn. Ôi thôi xong. Cái gì mà kinh vậy? Lần này chắc mình sẽ cho Whitney ra trận nha. Whitney đi. Tại NT nó đang bị yếu máu rồi các bạn ơi. Weavile nè. Ui thôi xong, lại gặp con này nữa. Khổ thế nha. Gặp con Dewgen này hoài à. Hên quá, nó đánh Lugia của mình không có đau cho lắm. Extra Sensory nè. Mình xài hụt hả? Lại phát nữa các bạn ơi. Ôi, cấu của nó cũng được đó. Với lại cái con Lugia của mình á, nó có chiêu Recover mà. Cứ cho nó đánh thoải mái các bạn ơi. Ui, hồi máu. What the hell? Hồi máu với tôi hả? Mình có chiêu Aeroblast các bạn ơi. Rất là mạnh luôn đó. Mày nè. Hồi nãy chúng ta gặp cái con Zinx. Chuyển qua Arceus đi. Zinx. Ui, nó mặc cái đầm rồi các bạn ơi. Nhìn hấp dẫn nha. Chức mình đó nha các bạn. Đây là Arceus hệ lửa đó.
Ồ, gặp lại Delight Bird nè. Delight Bird vẫn còn nội tại một máu các bạn ơi. Hai bơ bim nó luôn nha. Ôi trời, nó tối luôn rồi kìa. Ui và hẹo luôn cái em Ashes của mình rồi. Chưa đánh tới chủ hội quán mình đã hẹo muốn hết Pokemon luôn các bạn ơi. Ui hội quán này khó chơi nha. Coi bộ kèo này căng đó. Chúng ta sẽ cầm Necroma ra nha các bạn ơi. Mình sẽ cho con gì ra ta? Đây là Mewtwo X nè. Thôi cho Mewtwo X ra đi các bạn ơi. Rồi xong, mình rớt xuống dưới rồi. Aurofear. Cho lên Mega luôn các bạn. Nó hơi lâu một xíu. Đó, lên Mega rồi kìa. Để làm Mewtwo X nha. Ôi, speed của mình thấp hơn nó hả? Aurofear phát nữa nè. Ôi không được các bạn ơi. Ôi, con này miễn nhiễm với lại hệ giác đấu hả? Mày miễn nhiễm nè. Ui thôi xong, hai em của mình đã hẹo rồi. Flame chẹt nha các bạn. Mày nè. Lần này chúng ta gặp Mammoth Wild. Ui, nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Eruption. Thôi xong, thôi xong Pokemon của tôi rồi. Bộ này nó mạnh quá các bạn à. Viria đó nha. Mày nè. Ồ, gặp con Ryogonal luôn nè. Ôi, đánh không được. Gặp Delight Bird nè các bạn. Delight Bird. Ui, sao nó mạnh vậy? Chết queo. Ôi, còn một máu cơ. Flare Lit nữa nha các bạn. Thôi xong luôn. Hẹo hết rất là nhiều Pokemon của mình luôn các bạn ơi. Rồi, và đây sẽ là cái đội hình mà mình cầm đi thách đấu với chủ hội quán thời băng nha các bạn. Wow, ông này nhìn bí hiểm quá vậy. Hấp dẫn. Mình sẽ cho em gì ra trước đây ta? Chắc cho kẹo dẻo ra trước nha các bạn ơi. Kẹo dẻo ra trước nè. Frolat. À, quên cái câu này hình như miễn nhiễm thì phải. Chuyển qua Sernit mới được các bạn ơi. Cay thế nha. Trời đất ơi. Ui, nó đánh mình nhưng mà cũng không có rác lắm. Moonblast nè con. Ui, lần này nó xài chiêu hệ băng luôn. Hornlit nữa các bạn ơi. Để hồi lại máu. Hornlit mày nè. Ui, lần này gặp em Layli. Hornlit nó phát nữa chứ các bạn. Ui, không xin nhê cho lắm ha. Ui, nó nổ muốn hẹo cái em Sinit của mình luôn. Nhưng mà không sao, vẫn còn trụ được các bạn ơi. Lên máu. Xài Sinit nó rất là tiện luôn. Nó có chiêu Hornlit nè. Nổ, lên máu nè con. Warin nè. Ui, đây là em Hải Cẩu Băng các bạn ơi. Nhìn cái đầu nó nè, toàn là băng không à. Ủa, hình như là đây là model cũ thì phải. Nhìn khá là xấu ha. Hornlit nó phát nữa các bạn ơi. Sinit của mình trâu vãi chưởng à. Mày nè. Lại thêm một em hẹo nữa rồi. Ô, lần này chúng ta gặp con gì đây? Khát phơm hệ thường hả? Hornlit tiếp tục các bạn ơi. Ồ, mấy em này đánh mình không có xi nhê cho lắm. Rồi, hình như chiêu Hornlit của mình sắp hết rồi. Và đây là lần sử dụng cuối cùng của nó nha các bạn. Mày nè. Chết queo luôn. Ôi, gặp lại khách phơm nữa các bạn ơi. Lần này mình sẽ xài Moonlight nha. Sắp hẹo. Ui, tính ra xài một cái em Sonic này mà còn cả hội quán thì nó lại hay biết mấy các bạn ơi. Ui, yes, chúng ta đã giành được chiến thắng rồi nè. Và đã giành được cái Icicle Bed. Ồ, hình như cái này mình đã có rồi thì phải. Chúng ta đã có cái này rồi các bạn ơi. Ôi, thôi thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi qua cái hội quán tiếp theo nha. Thì mình cất những cái này lại cái đã. Trời ơi, uổng công chưa. Rồi, đây chính là hội quán thời băng thứ 2 trong tập ngày hôm nay luôn nha các bạn. Vẫn là cái kiến trúc cũ thôi. Ồ, nhìn như một cái quả cầu tuyết vậy đó. Bây giờ đi vào thách đấu luôn thôi. Hello. Rồi, không dài dòng nữa, đi lên trên đấu cho nó lẹ luôn các bạn ơi. Không biết lần này mình có được mấy cái huy hiệu đã có rồi không nữa. Trời ơi, ta nói nó xui thì thôi rồi luôn. Ồ, mới vào đó gặp được em Zenith nha các bạn. Mình sẽ xài chiêu Viria nha. Ồ, chết queo luôn. Ồ, con này là One Ring hả? Ôi, kiểu này là... Thôi, chắc mình sẽ xài Viria phát nữa luôn đấy các bạn ơi. Biết ngay mà. Nó có mang hệ nước nữa thì phải. Nó đánh mình đau vãi chưởng hả? Mình sẽ xài tuyệt kỹ Z của hệ đá nha các bạn.
Mày nè con, Warren nè. Rồi, thế là các em Bittini của mình đã bị hẹo rồi. Trời ơi, mới gặp trainer đầu tiên thôi bạn. Thiệt là khó chịu quá đi. Pilot Swine. Đây là cấp 2 của Mammoth Swine đó các bạn. Eruption mày nè. Gặp con gì đây? Cloyster. Eruption phát nữa. Ui, đừng có nổ nha. Con này nó hay nổ tung lắm các bạn ơi. Rồi, tiếp theo mình sẽ xài Flame Chạc đi. Flame Chạc. Nó không máu mình đau với chưởng ạ. Hên quá, nó đã hẹo rồi các bạn ơi. Và Lucia của mình đã đạt được cấp 93 rồi nè. Học được chiêu Chem Mai. Thôi mình sẽ hủy đi. Chiêu này nó sẽ tăng Special Attack và Special Defense đó các bạn ơi. Ui, cũng khá là hay ha. Sẵn tiện thì mình sẽ cho em Lucia này lên cấp 94 luôn nha. Sắp đạt được cấp 100 rồi đó các bạn ơi. Rồi, lại tiếp tục đấu tiếp thôi nào. Ui, cái hội quán này ở trainer toàn mặc đồ Pikachu thôi à. Nhìn hấp dẫn quá ta. Quên mất, cái em NT của mình chưa full máu. Mà mình xài Eruption thì nó không có hay cho lắm các bạn. Pinoswine với tôi nè. Abomasnow. Con này nó có mang hệ cỏ nữa các bạn. Ui, đóng băng Lugia luôn rồi. Hồi hồi để mình chuyển bộ anh khác các bạn ơi. Qua Moltres đi. Lại gặp Delibird nữa nè. Trời ơi. Sao mấy con mình thu phục khó quá chừng mà. Các cái trainer này có nhiều quá vậy ta. Delibird với tôi nè. Ui, vẫn còn một máu đó các bạn. Một máu thì chết queo đi. Rồi, thế là mình đã bị hẹo thêm một em Pokemon nữa rồi. Đó chính là NT đó các bạn. Ui, và đây chính là trainer cuối cùng trước khi mà gặp chủ hội quán rồi đó. Lần này thì vẫn là Moltres ra trận thôi nha. Ui, Delibird. Lại là mày. Mày nè. Ui, chỉ có một con Pokemon thôi các bạn ơi. Quá là hấp dẫn luôn. Chắc ở đây mình sẽ chọn cái đội hình thích hợp coi. Đó chính là thêm Sonic vào nè. Rồi, và đây chính là đội hình mà mình sẽ thách đấu chủ hội quán băng này nha các bạn. Trước tiên là cho Moltres ra trước nè. Larvitt. Thôi xong. Con này có mang hệ nước nữa các bạn ơi. Để mình xài thử chiêu Hurricane nha. Ui, chết queo cái em Moltres của mình rồi. Mình chuyển qua Sonic đi. Sonic có Honlit mà. Ui, chơi chuyển qua cái mon giống mình luôn. Ui, chơi gì khó chịu quá vậy. Chuyển một cái mon dưới tôi nè. Ui, chết queo nó rồi, hên quá. Laylee nữa các bạn. Ơi, nhìn rất là hay luôn ha. Moonblast đó các bạn ơi. Chết queo luôn. Để mình thử xài Sonic con cái hội quán này thử nữa coi. Nội tại một máu rồi nè. Sonic của mình mạnh lắm đó. Ui, lại là Blarat. Mày nè. Hết chuyển thôi nha. Delibird nè. Ui, lại gặp một con nữa các bạn ơi. Hai con Delibird chi mà lắm quá vậy. Chết. Ui, chưa chết các bạn ơi. Còn trâu. Ui, ba con Delibird luôn. Kinh khủng chưa. Con này thì kích thước hình như to hơn các bạn. Đó. Và chúng ta đã giành được chiến thắng rồi nè. Ui, và mình đã đạt được cái hiệu Freeze. Freeze Bat các bạn ơi. Và cái đây là cái chiêu Avalanche. Ok. Thêm một cái hiệu hội quán băng nữa các bạn ơi. Vậy là chúng ta chỉ còn một cái cuối cùng nữa thôi. Đó chính là cái Glacier Bat nha. Đây chính là cái hội quán băng tiếp theo nha các bạn ơi. Và các bạn có để ý không? Cái kiến trúc nó hoàn toàn khác với lại hai cái hội quán trước. Nó sử dụng cái linh vật đó chính là em Mammoth nè. Nhìn rất là dễ thương luôn. Chúng ta sẽ cùng đảo một vòng coi cái kiến trúc của cái hội quán này nha các bạn ơi. Nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Nhìn nó nguy nga tráng lệ vậy. Và người ta dùng cái bắt ai để mà lợp mái cho cái hội quán này đó các bạn ơi. Đây là cái loại băng mà không có thể tan chảy dưới ánh nắng mặt trời đó các bạn ơi. Rất là hấp dẫn luôn. Wow. Và phía trước này chính là nửa quả cầu Ultra Ball này các bạn. Hấp dẫn. Thôi, bây giờ vô thách đấu luôn nha. Hello. Rồi, chắc mình sẽ nhảy qua bên này nha các bạn ơi. Những cái hội quán này á mình đã từng đánh một lần rồi. Nên không có còn xa lạ với mình nữa. Nhảy qua bên đây thôi. Gặp em Frolat nữa các bạn. Eruption đó nha. Nó vẫn còn nội tại một máu nè. Rất là khó chịu luôn. Flame chạc nó. Chết queo nó luôn rồi. Laylee.
Ôi. Ồ, nó đánh mình kìa bạn. Dám đánh tôi nè. À, lần này chúng ta gặp Cloyster. Cloyster chết queo luôn rồi. Ui và trời, nó cũng ra tối luôn rồi. Wow. Memus hoài các bạn ơi. Đấu nó thôi. Eruption. Ui chưa chết được nó trâu quá hả. Ủa nó có chiêu ít quét thì phải. Hình như đó chính là chiêu ít quét đó các bạn ơi. Động. Chiêu động đất đó. Ui, nó giẫm mình một phát chết queo MNT luôn rồi. Memus hoài nè. Rồi ngậm nó rồi các bạn ơi. Weavile. Ui ngẫm luôn cái em Vitini của mình rồi. Headshot nó nha các bạn. Ui chưa chết được nó. Ui con này có vẻ rất là trâu luôn đó. Ui nó xài chiêu đào và chết em Nihilego của mình luôn. Cái gì mà kinh quá vậy. Flamethrower mày nè con. Mày nè chết queo đi. Cloyster chết luôn các bạn ơi. Trời đất ơi. Kinh khủng thiệt sự. Sau khi bị ngất bay Pokemon rồi thì lần này mình sẽ cho Sonic ra trận luôn nha các bạn. À gặp em Dewgon nè. Dewgon nè. Úi mình xài trước mình không được hả. Ui cấu của nó khá là ít máu luôn các bạn ơi. Ui kiểu này là không ổn rồi. Hyper Beam này nè. Xem chết nó rồi. Nó đánh mình kìa. Đau vậy. Recover lại nha các bạn. Đánh đau thiệt sự luôn á. Hyper Beam cho mày hiểu luôn đi. Gặp cái con Warring rồi nè. Kèo này coi bộ khó khăn đây. Recover lại cho nó hồi máu nha các bạn. Hên quá. Chức mình. Ui được có 1/3 máu thôi bạn ơi. Thôi chắc mình sẽ xài các cái chiêu hệ thường như là Hyper Beam và Extreme Speed nha. Hyper Beam. Đó, Hyper Beam của mình mạnh vãi chưởng ạ. Ui thôi xong. Chết queo luôn game Assert rồi. Mày nè. À, Gen X hả? Cho mày chết queo luôn đi. Wow, kinh khủng chứ các bạn. Thôi để mình chọn cái đội hình thích hợp luôn cái đã. Rồi mình đã lấy cái đội hình khác ra rồi các bạn ơi. Mấy em kia nó ngốc nhiều quá. Ok, đấu luôn nè. Ui, Weavile. Không sao các bạn ơi. Chúng ta có thể làm được. Flare Lit nó nha. Ui, nó đánh mình kìa. Mày. Chết queo well đó rồi đúng không. Ui, như nó chết queo well luôn rồi. À, chúng ta gặp được EV hệ băng nữa các bạn. Đây là Glaceon nè. Hấp dẫn. Glaceon chết queo well nó luôn rồi. Cloyster. Ui vẫn chưa hiểu. Ôi cái gì. Một chiêu chết mà sẽ đâu luôn. Cái gì kinh vậy. Cloyster nè. Ôi gặp Plarat các bạn ơi. Plarat với tôi hả. Ui nó đánh mình cũng rất là mạnh luôn đó các bạn. Aeroplast phát nữa nha. Hên quá. Cuối cùng cũng chiến thắng được trainer rồi. Và mình bị rớt xuống dưới rồi các bạn ơi. Chắc để mình leo lên lại rồi mình sẽ đi thách đấu với lại cái ông chủ hội quán nha. Ok, cùng bay qua bên này thôi các bạn ơi. Đây chính là chủ hội quán hệ băng nè. Ui nhìn cái ông này khác với lại cái ông hồi nãy ha. Nhìn cũng hấp dẫn đó. Ok, chắc cho kẹo dẻo ra trước quá. Ra trận đi kẹo dẻo. Ui gặp Weavile nè. Không sao. Xài chiêu hệ giác đấu một phát là nó hẹo liền. Secret Shaw. Ui hẹo được hai em rồi các bạn ơi. Abo Smash No nè. Ui nó đánh cũng khá là đau đó. Với lại nó có nội tại một máu đó. Hai Robum này con. Đã hiểu được ba em rồi các bạn ơi. Secret Shaw phát nữa nha. Đã chưa. Ui đây là em thứ tư các bạn ơi. Hẹo luôn em thứ tư nè. Ui lại gặp Abomasno nữa. Lần này thì nó khá là mạnh đó. Mình sẽ Mega Mewtwo lên. Đó và xài Aerofear nha. Đây là Mewtwo X nha các bạn. Đó, thiên về hệ giác đấu hơn. Rồi, đánh thôi nào. Mày nè, ngẫm củ tỏi liền. Aurofi phát nữa nha các bạn.
chưa hiểu nó, nhưng mà không sao. À con này nó cũng hồi máu, Larat này á các bạn, nhưng mà hồi ít thôi ạ. À. Elrophy, và chúng ta đã giành được chiến thắng rồi nè. Ui được luôn cái Lacier Bed rồi các bạn ơi, và được cái chiêu Rod Red nè, hơi thở băng giá. Và cuối cùng chúng ta cũng đã đủ được 4 cái hiệu của hội quán băng rồi nè. Đây là cái hội quán mà cũng khá là khó ăn đó các bạn. Nhìn vậy thôi chứ kinh khủng lắm đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi ra thôi. Rồi để mình check spawn thử có em Legendary nào xuất hiện không. 7 phút nữa các bạn ơi. Ôi chắc cũng vừa đủ thời gian để mình bô cái hiệu lại cho cái dàn Pokemon của mình nha. Wow. Ôi em Rattata này sung quá vậy, thách đấu tôi luôn hả. Rồi để mình bô cái hiệu hết đi các bạn ơi. Ui và hình như có 20 tờ ở đây các bạn ơi. Chào đùa với tôi. Mấy ông này mới cấp 7 máy thôi, mình hành rất là khỏe luôn. Mày nè. Ui sao không nhiều Pokemon quá vậy ta. Roggenrola nè, Rayvilla nè. Trời ơi nãy giờ đó. Ôi đây nè các bạn ơi, Murrelander. Biết ngay mà. Ở trên kia còn có 2 Mututor nữa các bạn. Đây nè. Đó, hấp dẫn hấp dẫn. Thôi, nói chung là gặp ông Murrelander là chính thôi. Đó. Nhốt bọng xuống dưới trước các bạn ơi. Đó, cho ông khỏi leo lên trước đã. Rồi thì bây giờ mình sẽ học các chiêu cho Kyurem nha các bạn. Ồ, ui hên vãi chưởng ạ. À. Tìm nãy giờ cũng thấy. Ui. Ô, Genosis xuất hiện luôn rồi. Phải ạ. Thôi kệ các bạn ơi, để mình học chiêu cho Kyurem trước cái đã. Dragon Ball nè. Gì nữa ta? Icy Wind. Một chiêu nữa. Một chiêu hệ thường. Chắc chiêu đó là Slash quá các bạn ơi. Ok, tạm thời là như vậy đi. Thôi, để bây giờ mình đi qua mình đập Genesect luôn nha các bạn. Genesect đây các bạn ơi. Ủa Genesect hình như ô con này hệ điện rồi các bạn à. Đây là Genesect hệ điện nè. Ui cái tấm điện thì mình đã có rồi thì phải. Mình đã có tấm hệ điện rồi các bạn ơi. Hơi buồn một xíu. Hơi thách đấu và tiện nó lên đường thôi. Chạy đi đâu chứ hả? Chạy nè. Ai xịn sợ. Trong thời gian đợi Clipper rung thì mình sẽ đi câu cá trong cái hồ lava này luôn nha các bạn. Ui bên đây có một ông trainer thì phải. Cấp 100 luôn, ngon lành. Ui và Lugia của mình đã cấp 99 rồi nè. Xém là xém maximum rồi đó. Growlithe nè. Một em Flareon. Ui Sky Sky tắt nó. Nó không trúng hả ta? Ôi trúng nè các bạn, hên quá. Aeroplast nó luôn nha. À ông này nhiều bộ cái mon dữ vậy ta. Charmeleon. Ngậm củ tỏi liền. Cosfing. Ui xong luôn. Quá đã các bạn ơi. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi câu cá thôi nè. Mình sẽ cố kiếm thêm những cái red shark nha các bạn. Mình vẫn đang câu mấy cái red shark đây các bạn ơi. Và nãy giờ thì vẫn chưa thấy được cái nào cả. Để mình coi thử coi. Lần này thì được cái gì nào. Ui có một dấu chấm than thôi. Mấy cái nào mà một dấu chấm than hay là hai dấu chấm than thì mình sẽ bỏ qua luôn nha các bạn. Chúng ta chỉ chọn những cái ba dấu chấm than thôi. Dưới gì có một em Pokemon gì đó kìa. Ui nó chui xuống lava luôn à. Ghê vãi. Hình như nó bị cháy chết rồi các bạn à. Rồi để chúng ta sẽ cố gắng. Ui ba dấu chấm than và chúng ta đã được một cái red shark rồi nè. Ôi câu nãy giờ mới được một cái đó các bạn à, khó vãi cả chưởng à. Rồi mình sẽ cố gắng câu tiếp coi, coi thử có kết quả gì nữa không nha. Trời đất ơi. Rồi không có gì nữa rồi các bạn ơi, toàn là một hoặc là hai dấu chấm than thôi à. Để mình coi thử. Ui 18 phút nữa sẽ có một em Legendary xuất hiện các bạn ơi. Thôi chắc mình sẽ câu đâu đó tầm 15 phút rồi. Còn 3 phút mình sẽ đi tìm thêm Legendary nha. Đây hiện tại thì còn 2 phút nữa. Ở tại cái vùng này sẽ xuất hiện em Kyogre nha các bạn ơi. Ồ trời thì nó cũng đang mưa ở trên nữa kìa.
Đó. Và mình đang ở cái độ sâu là 31 đó các bạn ơi. Mình cũng đang mặc cái bộ đồ đó chính là Waterstone, nên có thể thở dưới nước vĩnh viễn nha các bạn. Rất là đã luôn. Ồ, tha hồ mà lặn dưới nước. Ui, hiện tại còn 1 phút nữa thì Kyger sẽ xuất hiện đó các bạn ơi. Quá đã luôn. À, trên đây có một em Gyarados nè các bạn. Ui, hấp dẫn. À, và đây là Gyarados thường thôi. Ơi, cũng được các bạn ơi. Mình sẽ tiêu diệt em này luôn nha. Lâu lắm rồi mới gặp em này ngoài đời đó. Nó cho mình rất là nhiều cá luôn các bạn à. Quá đã luôn. Để mình coi thử. Ui ui. Và cuối cùng Legendary Kyger cũng đã xuất hiện tại cái vùng Deep Ocean rồi nè các bạn ơi. Để cái em này xuất hiện á thì chúng ta phải đảm bảo điều kiện là vào buổi tối nè, tại cái độ sâu dưới 45 nha các bạn, cũng như là trời mưa nha các bạn. Rất là kinh khủng luôn đó. Để mình phone whip cho em này còn một máu trước cái đã. Đây, ngon lành canh đào các bạn ơi. Đó, vậy là chúng ta có thể sở hữu được cái bộ ba thời tiết trong tập ngày hôm nay rồi đó. Chuyển qua Lugia cho nó trâu hơn nè các bạn ơi. Với lại Lugia của mình á, nó cũng có chiêu recover mà. Thoải mái luôn. Ôi, đánh không có xi nhê tươi rồi. Rồi, thì cái em Kyogre này á, cũng là một trong những Pokemon rất là nặng luôn. Nên là mình sẽ sử dụng cái quả Heavy Ball nha. Tuy cái cân nặng của nó không bằng Groudon, nhưng mà mình cứ sử dụng đi. Đó, cứ Heavy Ball mà xả thôi các bạn ơi. Heavy Ball không thành công rồi. Mình sẽ quăng thêm hai quả nữa nha các bạn. Tiếp tục là Heavy Ball nè. À, ngon lành liền. Ui, không được rồi. Ui, sao khó khăn quá vậy ta. Ui, mặc dù chỉ còn có một máu thôi, nhưng mà cái em Kyogre này rất là khó thu phục luôn đó các bạn ơi. Đây, quả Heavy Ball thứ ba nha. Nếu mà không thành công nữa thì mình sẽ chuyển qua Tamer Ball nha các bạn ơi. Heavy Ball nè. Và lần này, ui, vẫn không được các bạn à. Thôi, chắc mình sẽ chuyển qua cái quả Tamer Ball vậy. Ồ, nó đánh mình mất máu kìa. Để mình recover lại cái đi. Nó làm mình tê liệt nữa kìa. Trời ơi, cái con này đủ trò hết à. Đây, Tamer Ball nè. Có chịu vào không? Nãy giờ thì mình cũng có thể sử dụng thêm những cái quả như là Ultra Ball nè, Dive Ball, nhưng mà vẫn không có thành công các bạn à. Lần này mình quyết định luôn là xài Tamer Ball đi. Nếu mà Tamer Ball không được nữa thì mình xài luôn cái quả Master Ball nha. Đó. Kyogre. Quả Tamer Ball thứ hai. Để coi nào. Và lần này, yes. Ôi, và mình đã thu phục được em Legendary Kyogre rồi các bạn ơi. Đạt được cái thành tựu là quay Grasser rồi đó. Ôi, phía bên này có một em con cua hay con gì đó rất là to các bạn ạ. À, công nhận tập hôm nay đỏ vãi chưởng luôn các bạn ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã có em Legendary Kyogre rồi nè. Ôi, quá là xịn sò luôn. Và chúng ta đã đủ được cái bộ ba thời tiết rồi nha. Đó chính là Rayquaza, Kyogre và Raoden nha các bạn. Ồ, tuy bắt em Kyogre này hơi khó nhưng mà không sao các bạn ơi. Để mình coi thử kích thước của nó trước nha. Ui, đủ bộ ba thời tiết rồi nè các bạn ơi. Quá là đã luôn. Mình đang tính đi câu mấy cái Red Orb Shard của cái con Groudon này nè. Nhưng mà ai ngờ cái em Kyogre này nó xuất hiện luôn các bạn ơi. Nói chung là quá là xịn sò luôn. Ok, mình sẽ coi thông tin của em Kyogre này nha. Nội tại của Kyogre là làm cho trời mưa mỗi khi bắt đầu trận đấu nha các bạn. Rất là đã luôn. Nó trái ngược hoàn toàn với lại Groudon. Ok, và con này nó có các skill như là Origin Pool, ui, Body Slam, Chem Mai và Scary Face hả? Nói chung cũng được các bạn ơi. Ui, kích thước enormous, hàng chi nó bự chà bá luôn. Và cộng Speed ơi, quá đã các bạn ơi. Đúng là em Kyogre mình tìm kiếm nè. Ôi, xịn nha. Wow, đó, hấp dẫn các bạn ơi. Ui, các bạn nhìn là nó di chuyển trên cát gì nhanh quá vậy? Ui, con này nó chỉ bơi thôi chứ. Ai ngờ nó di chuyển trên cát cũng rất là nhanh luôn các bạn à. Ồ, ngon lành cành đào. Thì trong ba em bộ ba thời tiết này, chỉ có một mình em Rayquaza là có thể lên Mega thôi bạn ơi. Tại vì mình đã cho nó học Dragon Descent rồi. Hai em còn lại thì chúng ta còn phải đi câu. Đó, em Kyogre này thì phải đi câu ở cái vùng biển sâu để mà tìm cái Blue Shark. Còn cái em Raoden này thì phải câu tại những cái hồ lava tại sa mạc nha các bạn, để mà có được cái Red Shark nha. Đó, và đây chính là Mega Rayquaza. Ôi, tôi đang giới thiệu cái bộ ba mà, cái con mắt ma này phá đám không à.
Rồi, để mình cho các bạn coi lại nha. Wow, bộ ba thời tiết cuối cùng cũng xong. Và trong bộ ba này thì cái em Kygo của mình là kích thước to nhất nha các bạn. Đó, kích thước enormous luôn mà. Rồi, nói chung thì tập ngày hôm nay quá là đã luôn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe với kênh Fury Gaming. Và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mà mình ra video nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video này. Các bạn có thấy em Kygo này có đẹp hay không? Thì nhớ cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.